Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông có thể sẽ bị bắt vào ngày 21 tháng 3 tới trong vụ án mà Văn phòng Công tố quận Manhattan đang xử lý. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông kêu gọi những người ủng hộ biểu tình. Trên mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Trump nói rằng những thông tin rò rỉ bất hợp pháp từ Văn phòng Công tố quận Manhattan cho thấy ông sắp bị bắt vào tuần tới, nhưng ông không cho biết với tội danh gì. Ông chỉ trích Văn phòng Công tố quận Manhattan có động cơ chính trị và mọi cáo buộc nhắm vào ông đều vô căn cứ. Ngoài ra, ông Trump cũng kêu gọi những người ủng hộ ông bắt đầu một cuộc biểu tình. Hiện người phát ngôn Văn phòng Công tố quận Manhattan chưa bình luận về thông tin này. Bài đăng đã gây ra những phản ứng trái chiều giữa những người ủng hộ và chỉ trích ông trên khắp nước Mỹ. Chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ ông ấy và ông ấy sẽ tranh cử, ông ấy sẽ giành chiến thắng. Nếu ông ấy phạm tội, ông ấy cần phải bị truy tố và chịu trừng phạt. Tôi mong rằng công lý sẽ được thực thi. Bình luận về khả năng cựu Tổng thống Trump bị bắt giữ và xử lý thông qua hệ thống tòa án thành phố New York, tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu Twitter cho rằng nếu điều này xảy ra, ông Trump sẽ tái đắc cử trong một chiến thắng áp đảo. Mặc dù tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Biden đang ở mức thấp kỷ lục, hầu hết ông Biden vẫn đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò giữa ông ấy và cựu Tổng thống Trump. Tuy nhiên, một vụ bắt giữ có thể thay đổi thế cục đó, giúp ông Trump dẫn đầu trong thăm dò. CNN dẫn nhiều nguồn tin nói rằng cựu Tổng thống đã kích động đội ngũ của ông và tin rằng việc ông bị truy tố sẽ giúp ích cho ông về mặt chính trị. Thưa quý vị, Tổng thống Ecuador thông báo đã có ít nhất 14 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương và nhiều tòa nhà bị hư hại do trận động đất có độ lớn 6,8 tấn công quốc gia này. Nước láng giềng Peru cũng ghi nhận một người thiệt mạng do động đất. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 12 giờ 12 phút theo giờ địa phương, tương đương với 0 giờ 12 phút ngày 19 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Tâm chấn được xác định nằm ở độ sâu 66 km. Trận động đất này có thể cảm nhận được tại 13 tỉnh của quốc gia Nam Mỹ này, trong đó những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là El Oro, Aue, Cana và Guayas. Một số địa phương tại nước láng giềng Peru cũng cảm nhận được rung chấn với độ lớn lên tới 4,4. Ecuador ghi nhận ít nhất 7 ngôi nhà bị phá hủy, trong khi 50 ngôi nhà khác bị hư hại. Khoảng 20 cơ sở giáo dục và hơn 30 trung tâm chăm sóc y tế cũng bị ảnh hưởng, trong khi nhiều con đường không thể đi lại do lở đất sau trận động đất. Sân bay Santa Rosa cũng bị ảnh hưởng nhẹ, song vẫn duy trì hoạt động. Lực lượng cứu hộ đang giải cứu người dân, nhưng mọi việc khó khăn do trận động đất đã làm đứt các đường dây điện và mất tín hiệu điện thoại. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 3, các bên liên quan xác nhận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đã được gia hạn, qua đó phần nào giúp giảm bớt quan ngại về khủng hoảng lương thực toàn cầu. Tuy nhiên, hiện Nga và Ukraine vẫn chưa đồng thuận về thời gian gia hạn thỏa thuận này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 18 tháng 3 tuyên bố các bên đã đồng ý gia hạn thỏa thuận cho phép nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã bị đình trệ sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia Đông Âu này. Thời hạn của sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, một trong những điểm thỏa thuận chính giữa Nga và Ukraine sau khi xung đột xảy ra, bên cạnh thỏa thuận trao đổi tù nhân, sẽ hết hạn vào hôm nay 19 tháng 3. Sau các cuộc đàm phán với hai bên, chúng tôi đã đảm bảo gia hạn thỏa thuận này. Quan chức Ukraine thông báo trên Twitter rằng thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được gia hạn thêm 120 ngày, song phía Nga khẳng định Moscow chỉ đồng ý kéo dài thời hạn 60 ngày. Trước đó, Liên Hợp Quốc tuyên bố sẽ làm mọi thứ có thể để việc gia hạn thành công. Hồi tháng 7 năm 2022, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine đã ký riêng rẽ các thỏa thuận với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ về xuất khẩu ngũ cốc của Nga và Ukraine, được gọi là sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Đến nay, gần 25 triệu tấn lương thực đã được xuất khẩu an toàn từ Ukraine mà không gặp sự cố nào. Thỏa thuận này nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường thế giới trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine và ban đầu có hiệu lực trong 120 ngày, sau đó được gia hạn thêm 120 ngày vào tháng 11 năm 2022. Thưa quý vị, tối qua, ngày 18 tháng 3, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện chào mừng lễ hội mùa xuân Nowruz với sự tham dự của các quan khách, các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đông đảo cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Azerbaijan. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Azerbaijan Sakzime Zizadeh cho biết, Nowruz là lễ hội mùa xuân và là sự khởi đầu của năm mới. Đây là dịp để người dân Azerbaijan tỏ lòng biết ơn đến thiên nhiên cùng gia đình, người thân và bạn bè. Đồng thời, Đại sứ Sakzime Zizadeh
gửi lời cảm ơn tới tất cả cựu sinh viên Việt Nam trong thời gian học tập tại Azerbaijan đã để lại cho người dân nơi đây những ấn tượng tốt, kỷ niệm đẹp về con người và văn hóa Việt Nam. Đại sứ Azerbaijan cũng cho biết lễ hội Nowruz có nhiều điểm tương đồng với ngày Tết của Việt Nam. Qua lễ hội Nowruz, người Azerbaijan cố gắng gửi những món quà của Nowruz, son trà, đồ ngọt và đồ ăn chủ yếu cho những người không phải là người Azerbaijan để họ cũng có thể trải nghiệm sự ngọt ngào và niềm vui của ngày lễ này. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Azerbaijan bày tỏ sự cảm ơn tới đại sứ Azerbaijan về buổi tiệc lễ Nowruz hôm nay. Và đây cũng là dịp để các cựu sinh viên cùng nhau tụ họp ôn lại những năm tháng kỷ niệm khi còn học tập, công tác tại Azerbaijan. Hội Hữu nghị Việt Nam Azerbaijan cũng mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là tình hữu nghị giữa hai dân tộc trong thời gian tới. Thưa quý vị, làm thế nào để tối ưu vỉa hè sao cho hài hòa lợi ích giữa người đi bộ, các cửa hàng và việc đậu đỗ của ô tô, xe máy là một câu chuyện nan giải tại các đô thị lớn của nước ta và nhiều năm qua. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng đã nhiều lần áp dụng các biện pháp nhằm hóa giải vấn đề này, nhưng chỉ như bắt cóc bỏ dĩa. Tuy nhiên, hình ảnh vỉa hè tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế không những rất ít những tình huống xung đột mà còn là một điểm sáng cần nhân rộng trong quản lý đô thị. Luôn có một lối đi dành cho người đi bộ như thế này ở các con đường tại thành phố Huế. Xe máy, hàng quán hai bên đường được sắp xếp một cách hợp lý và khoa học, mang lại không gian vỉa hè văn minh cho người dân cũng như du khách khi đến Huế. Khách họ vô thì nói chung là chủ phải quay đầu ra vì qua những quy định của thành phố. Nếu mà ai mà quay đầu vô quay thì nói chung là bị phạt hành chính. Xe thì sắp xếp hoặc không gian đầy đủ để cho người đi bộ. Ở Huế thì trước giờ nó luôn luôn là những con đường chưa đường cho người đi bộ ở vỉa hè. Xe thì lúc nào cũng gọn gàng và ngăn nắp. Không chỉ người đi bộ được hưởng lợi, việc sắp xếp xe máy sát lề đường như thế này còn tạo một khoảng trống trước các cửa hàng. Nhờ đó, xung đột giữa các cửa hàng với người đậu đỗ ô tô được hạn chế tối đa. Chẳng vì thế mà tại Huế, không dễ để tìm thấy một biển báo vui lòng không đậu đỗ trước cửa hàng. Cũng là người đi xe taxi rồi đến các cái quán vỉa hè để mình gọi là thưởng thức những cái món ăn của Huế này. Mình thấy xe pháo người ta đỗ ở những cái cửa trước cửa quán, không thấy có những cái xung đột giữa chủ quán và người lái xe. Dành nhiều cái xe máy mà đầu đi mình đầu ô tô thì vẫn bình thường, ít vá chạm á. Giải quyết xung đột vỉa hè từ mô hình ở thành phố Huế rất đáng được tham khảo áp dụng để người đi bộ, các lái xe và các cửa hàng mặt tiền tránh được sự va chạm không đáng có, mang lại hình ảnh đô thị văn minh, lịch sự.